Con xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hoàng Diễm Trinh, giáo viên trường tiểu học A, thị trấn Sạch, huyện Thoại Sơn. Hôm nay con rất vui vì được đồng hành cùng các em trong một tiết học ở phân môn luyện từ và câu lớp 5, bài luyện tập về từ đồng nghĩa. Để chuẩn bị cho tiết học của các em được tốt thì các em cần phải chuẩn bị. Thứ nhất, sách giáo khoa tiếng Việt Nam tập 1 trang 32 và 33. Thứ hai, vở bài tập tiếng Việt Nam tập 1 trang 18 và 19. Thứ ba, tập viết hướng kẻ. Và các em chú ý là tập trung lắng nghe. Chúng ta đi phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Ở phần này, cô và các em cùng nhau chúng ta sẽ ghi nhớ lại kiến thức ở bài từ đồng nghĩa, và chúng ta sẽ nhớ lại như thế nào gọi là từ đồng nghĩa. Thì từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Ví dụ, siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hai, có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, có thể thay thế cho nhau trong lời nói. Ví dụ, hộ, cợt, hùm. Ba, có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, khi dùng những từ này ta phải cân nhắc để lựa chọn cho đúng. Ví dụ, ăn, xơi, chén biểu thị những thái độ, tình cảm khác nhau đối với người nói hỏi hoặc điều được nói đến. Mang, nghiêng, vác biểu thị những cách thức hành động khác nhau. Thì chúng ta vừa ghi nhớ lại cái phần về từ đồng nghĩa. Thì cô và các con cùng đi vào bài luyện tập về từ đồng nghĩa. Thì sau cái bài học hôm nay thì các em sẽ biết sử dụng được từ đồng nghĩa một cách hợp lý ở bài tập 1, hiểu ý chung một số từ ngữ ở bài tập 2. Dựa theo ý của phổ thơ trong bài sắc màu em yêu, em sẽ biết được động văn miêu tả có sử dụng một hoặc hai từ đồng nghĩa ở bài tập 3. Và học sinh hoàn thành thì các em biết dùng nhiều từ đồng nghĩa viết trong động văn ở bài tập 3. Chúng ta đi sang phần tiếp theo, đó là luyện tập và thực hành. Các em cùng cô đọc theo cô yêu cầu của bài tập số 1. Bài 1, tìm từ trong mặt đơn thích hợp với mọi cô trống dưới đây. Chúng ta cùng đọc đồng văn. Chúng tôi đang hành quân tới nơi cắm trại, một tháng cảnh của đất nước, bạn lệ, chấm chấm chấm. Trên vai chiếc ba lô con cóc, hai tay vung vẩy, vừa đi vừa hát véo von. Bạn thư điệu đà chấm chấm chấm, túi đàn guitar, bạn tướng đô vật vai chấm chấm chấm, một thùng giấy đựng nước uống và đồ ăn. Hai bạn tân và hưng to khỏe cùng hăng hở chấm chấm chấm. Thứ đồ lịnh thịnh nhất là liền trại, bạn vừa bé nhỏ nhất thì chấm chấm chấm. Trong nắp mấy tờ bảo nhiên đồng, đến chỗ nghĩ là sợ ra đọc ngay cho cả nhóm nghe. Thì từ trong mặt đơn của chúng ta sẽ gồm những từ như sau, đó là từ sắt, đeo, khiên, kẹp, phát. Đây, thì nhiệm vụ của các em có nghĩa là các em sẽ điền cái từ trong mặt đơn này vào trong từng cái ô trống cho thích hợp. Để giúp cho các em điền đúng hơn nữa thì cô và các em cùng sẽ quan sát tranh và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem nghĩa của từng từ trong mặt đơn nó sẽ tương ứng với từng hành động như thế nào nhé. Thứ nhất, các em sẽ thấy là chúng ta có từ phát. Phát là làm hành động như thế nào để các em thấy là bạn này sẽ để đặt ở trên vai của mình một cái thùng to không nào, và bạn sẽ để trên vai và bạn phát đi, thì đây là từ phát. Thứ hai là từ khiên. Trên trang thì các em thấy là hai bạn sẽ dùng một cái đầu vẫy và đưa những cái đồ vật vào trong một cái túi và hai bạn cùng khiên cái túi ở đây. Thứ ba là đeo, thì chúng ta thấy là bạn nữ này đeo trên vai của mình một cái chiếc ba lô, là bạn sẽ dùng tay xỏ hai cái quai của chiếc ba lô này và đặt hai cái quai trên vai của bạn này để đeo vào. Thứ ba là sắt, bạn nữ sẽ dùng một tay để sắt chiếc đàn nào. Còn kẹp làm gì đây các em? Khi em quan sát tranh thì các em thấy là bạn sẽ kẹp, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng hành động và chúng ta sẽ đưa những cái vật nhỏ, ví dụ như là sắt, báo
lúc này chúng ta đưa vào trong mắt của mình và chúng ta sẽ dùng tay để giữ lại, kẹp lại. Thì sau khi các em đã quan sát tranh và chúng ta đã hiểu được nghĩa của những cái từ trong mặt đơn, thì cô mời các con sẽ điền những từ trong mặt đơn này vào chỗ trống dùm cho cô. Cô mời các con học bài. Thời gian này đã vô tình cho đi tạm 7 năm trời,
nhưng con trâu vẫn nhớ về cái chuồng xưa cũ, nơi nó đã gắn bó, ăn ngủ, trải qua những năm tháng vui buồn đều có. Ý ở đây muốn nói, con người có đi đâu, ở đâu bao lâu thì vẫn nhớ về quê hương, nơi đã sinh ra mình, nuôi mình không lớn. Rồi thì cô và các con đã đi tìm hiểu về ý nghĩa của ba câu tục ngữ này rồi, thì cô mời các con cùng sẽ chọn ra một cái ý nghĩa chung cho cả ba câu tục ngữ ở phía trên. Đây là phần đáp án của cô mời các con hướng về màn hình. Đáp án chung của ý nghĩa chung của cả ba câu tục ngữ ở phía trên đó là gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên. Thì bạn nào có đáp án giống với cô thì cô có lời là khen những bạn đó. Rồi, ý nghĩa chung của các câu tục ngữ trên là gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên. Thì thông qua bài tập số 2 này muốn nói rằng các con chúng ta mặc dù chúng ta có đi đâu, về đâu, làm gì như thế nào, nhưng tình cảm của mình dành cho quê hương, gắn bó với quê hương đó là một tình cảm tự nhiên, không thể nào phôi pha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bài tập số 3. Cô mời các con cùng đọc theo cô yêu cầu của bài tập số 3. Bài 3, dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, hãy viết một đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn, chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa. Các em lưu ý ở đây, trong bài Sắc màu em yêu thì mình có ví dụ như là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu nâu, màu đen. Nhưng các em lưu ý là chúng ta sẽ chọn một đoạn, một khổ trong bài đó và chúng ta sẽ viết lại thành một đoạn văn. Ví dụ như ở đây, cô sẽ chọn khổ thơ màu xanh. Em yêu màu xanh đồng bằng rừng núi, biển đầy cá tôm, bầu trời cao vời. Thì ở đây cô sẽ chọn cái khổ thơ là nói về màu xanh. Thì từ cái khổ thơ này, chúng ta sẽ viết lại thành một đoạn văn, trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa miêu tả về màu xanh. Rồi, cô sẽ có một đoạn văn viết mẫu, các con cùng quan sát. Thiên nhiên tươi đẹp với bao sắc màu phong phú, nhưng em yêu thích nhất là màu xanh. Buổi sáng em đi học nghe qua cánh đồng làng, cả cánh đồng hiện lên một màu xanh mơ mộng của cây lúa. Xa xa hàng cây cao vút xanh ngắt một màu, bước vào trường cây vượt trên sân lá xanh tươi, tán lá giống chiếc ô xanh xe động cho du em bóng mát trong những giờ chơi. Ôi cuộc sống quanh em tràn ngập màu xanh. Thì các em thấy là trong khổ thơ của cô thì cô viết gì màu gì nè, đó là màu xanh. Trong cái đoạn văn này thì cô sẽ viết gì màu xanh. Các em lưu ý ở đây cô sẽ sử dụng những từ đồng nghĩa miêu tả về màu xanh, đó là những từ nào để các em, ví dụ như là cánh đồng hiện lên một màu xanh mơ mởng, thì ở đây chúng ta có từ là xanh mơ mởng. Rồi hay là xanh ngắt, xanh, xanh tông, thì những từ này đó chính là từ đồng nghĩa miêu tả về màu xanh. Cô mời các em quan sát thêm một số bức tranh cũng miêu tả về màu xanh. Đây em thấy đây là bức tranh miêu tả về cảnh sông nè, núi nè, cây cối nè, cũng nè. Rồi miêu tả về cánh đồng nè, lúa xanh mướt nè, rồi hàng dừa cao nè, rồi bờ sông xanh nè, và có cây phượng nè, có lá xanh nè. Rồi đây cũng là hình ảnh về cánh đồng. Tiếp theo là hình ảnh về đồi núi. Rồi thì các em thấy là cô đã có viết được cái đoạn văn mẫu miêu tả về màu xanh dựa theo khổ thơ nói về màu xanh trong bài Sắc màu em yêu, và cô cũng có cho các em quan sát thêm một số bức tranh miêu tả về phong cảnh của quê hương mình. Thì ngoài cái đoạn văn mẫu của cô thì các em có thể viết thêm được những cái đoạn văn khác miêu tả về những cái màu sắc khác, ví dụ như là màu hồng, màu vàng, màu đỏ,
tiếng nha. Thì sau tiết học này thì các con cố gắng là sẽ biết thêm những cái đoạn văn khác sẽ hay hơn nữa. Nào, bà cô chúc tiết học của chúng ta đến đây nữa. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các con. Cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi.